T6 nha các bạn. Mẫu T6 ạ. Mẫu này thì sẽ có các đặc điểm như là có thể hẹn giờ này, khu vực vệ sinh rộng này, tự động di chuyển, lau ướt và lau khô, có thể điều khiển từ xa này, và tiêu thụ điện năng rất là thấp, có cái động tác mô phỏng lau tay nên là lau là chuyên dụng lau ạ. Đây, bộ sản phẩm sẽ bao gồm một thân máy này, một dây hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Trung, một điều khiển từ xa, một dây sạc USB và hai cái rẻ là một rẻ màu xanh dùng để lau ướt và rẻ màu trắng dùng để lau khô ạ. Chúng ta sẽ nhìn ở bên dưới nha, kiểm tra không thấy có công tắc nha, không có chắn pin. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra này, đây của con robot này thì sẽ có cái đèn tia UV diệt khuẩn nhá. Ở đây thì cái nút nguồn này, để mà sử dụng chúng ta sẽ ấn giữ nút nguồn nha. Khi mà nó đã có đèn xanh như thế này là có thể ấn để sử dụng rồi ạ. Chúng ta sẽ lắp cái rẻ vào đây và ấn này. Nút đầu tiên là 60 phút, nút thứ hai là 90 phút và nút thứ ba là 120 phút nha. Khi mà đã khởi động máy lên rồi thì cái đèn tia UV ở đây nó cũng sẽ sáng luôn đấy các bạn. Đó. Để mà tắt thì chúng ta sẽ ấn giữ nha. Với cái điều khiển này thì nó sẽ là hẹn giờ. Chúng ta sẽ phải ấn giữ ở đây trước, sau đó có thể điều khiển bằng cái điều khiển từ xa này nha. Hẹn giờ 60 phút này, hẹn giờ 90 phút và hẹn giờ 120 phút. Ở đây thì cái hay ở trong cái điều khiển này là chúng ta có thể ấn để đảo chiều cái bánh xe nha các bạn. Đây mình sẽ ấn mở lên cho các bạn xem này. Đó. Bây giờ mình sẽ ấn điều chỉnh bằng cái nút này nha. Đây cái điều khiển từ xa này, 60 phút. Đó. Đây các bạn nhìn thấy cái bánh xe không? Đây bánh xe đây nha. Mình sẽ ấn đảo chiều này. Đó. Đó, đảo chiều của bánh xe đi ạ. Rất là hay luôn. Đấy, con này sử dụng cực kỳ đơn giản thôi. Khi mà các bạn mua về nha, các bạn sẽ phải sạc đầy pin đã nha. Sạc 4 đến 6 tiếng, sau đó sử dụng hết sạch pin và sẽ lại